Rau câu dừa là một món tráng miệng, thường được làm từ nước cốt dừa và bột rau câu. Món này thường có hương vị ngọt ngào và hấp dẫn. Nếu bạn thích hương vị dừa và thích món tráng miệng ngọt, thì có khả năng rau câu dừa sẽ rất ngon đối với bạn. Hôm nay thì em đi chợ thấy dừa trái nó sale. Ở chợ Mễ nè, có 1 đồng 50 cent một trái thôi. Thì em mua 10 trái. Chắc em không có đổ hết đâu, em đổ chừng 5-6 trái gì để ăn thôi. Còn 4 trái để uống chứ ăn không có hết. Và mình nấu rau câu dừa thì mình không thể nào thiếu bột rau câu. Mình sẽ nấu là bột rau câu dẻo, chứ không phải là bột rau câu mà để nấu rau câu sơn thủy, rau câu giòn, không phải. Phải là bột rau câu dẻo mới được. Em thì có hiệu bột rau câu dẻo, hiệu con cá. Dạ, này phải khéo tay chặn sao chút không để đổ nước tùm lum. Oops. Ủa thơm nước dừa dễ sợ luôn, thơm, cái mùi nó thơm phức. Hôm nay em đổ là 6 trái dừa đúng không? Thì em chặt trước 3 trái đổ vô cái cốc này thì nó được 1 lít. Thì 6 trái thì nó khoảng 2 lít nước. Đó, nó 2 lít nước. Còn cái bột rau câu này thường khi em nấu một gói này thì em sẽ nấu là 3 lít rưỡi nước dừa. Mà hôm nay em có chỉ có 2 lít nước dừa thôi thì em nấu nó là hơn nửa gói bột rau câu. Đó, hơn nửa gói bột câu chút xíu. Vậy em đổ nước dừa vô trong nồi. Đó. Nước dễ sợ nước không? Mà cũng lết gần đây lít nên thấy không? Đó. Lắm nó gần 2 lít nước đó. Có một muỗng đường cát bỏ vô chén. Và em sẽ pha nửa gói bột rau câu vô đây, em chỉ nhắm thôi. Đó cứ bóp lên nhắm nửa gói chặn lại. Rồi. Trộn cái bột rau câu với đường lên. Và em đổ vô rau câu với mix với đường á, đổ vô cái nồi nước dừa. Và em sẽ bỏ vô đây là cái muỗng cà phê nè. Đây, muỗng cà phê muối. Muối nó làm cho cái rau câu của mình nó ngọt thanh chứ không có gì hết á. Cái này là đường phèn. Đó, em sẽ nấu rau câu dừa với đường phèn. Em xài trước một thắp nha. Tại vì không biết cái độ nước cốt dừa đó, nước dừa nó ngọt cỡ nào mình không biết. Rồi. Để qua bắt lên bếp nấu. Giờ em mở lên bếp nấu. Sau cái này thì mình phải quay thừa quậy thường xuyên hơn chứ không có bỏ nó được. Tại vì cái bột rau câu nó nổi lên trên mặt, nó nở lên, nó không trộn đều với nước được. Rau câu dừa nó mau chín, nó sôi bùng 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 lên để nó nở rau câu dừa. Rau câu đã sôi, rồi tắt bếp nhắc xuống. Đổ khoảng hơn nửa trái dừa thôi nha, chừa chổ chút nữa đổ lớp nước cốt dừa lên trên. Em chừa khoảng nhiêu đây nước rau câu dừa để làm nước cốt dừa. Bỏ vô nồi một chén nước cốt dừa.
bỏ vô nửa muỗng cà phê bột rau câu dẻo. Thêm vào một muỗng ăn cơm đường. Đem cất vô tủ lạnh vài tiếng cho rau câu đặc lại là có thể ăn được. Và đây là sau 2 tiếng đồng hồ, cái rau câu dừa của mình cũng đặc lại rồi. Em sẽ múc ra check thử nha. Đó, để sẽ coi cái độ dừa nó rung rinh ngon cỡ nào nha. Đó, thấy chưa? Hai lớp, ngon. Nè, lắc nè, rung rinh nè. Đó, rau câu dừa là phải dày nè, chứ không phải là rau câu dừa mà phải giòn sực sực. Cái rau câu sơn thủy của mình nó phải rung rung vậy nè. Đó, có hai lớp. Bây giờ em sẽ ăn thử luôn. Bỏ vô miệng mình chứ cùng mình, cái lưỡi mình đè xuống nó tan bể ra, chứ không cần phải nhai giống như rau câu sơn thủy của mình. À, rau câu cà phê lớp lớp không. Đó, rất là đẹp. Thấy chưa? Mà ngon, không ngọt gắt nữa, ngọt thanh nhẹ, nước cốt dừa lớp béo 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 béo.